Kính thưa quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến, sáng hôm nay là ngày thứ 6. Lòng thương xót thứ 6 đầu tháng à, hình như nó là ngày mùng 5 tháng 7. À, trước tiên chúng ta tiếp tục chương trình 5 câu danh ngôn và trước khi đi vào chương trình 5 câu danh ngôn thì con xin được thông báo một cái một cái chương trình rất là tuyệt vời mà đó là nhân kỷ niệm 6 năm thành lập thành lập kinh điều Chúa muốn với biết bao nhiêu thăng trầm và trong 6 năm vừa qua quý ông bà và anh chị em đã đồng hành với chúng con và chúng con cũng được hạnh phúc đồng hành với ông bà và anh chị em và để gọi là đánh dấu kỷ niệm 6 năm thành lập mùng 8 tháng 8 2018 và mùng 8 tháng 8 năm 2024 con xin được gửi đến tất cả quý vị ân nhân một món quà hết sức là đặc biệt và ý nghĩa đây trên tay của con đó là à, cái chữ hơi bị ngược ngược ha trên tay của con đó là máy đọc kinh tức là à, mà chúng con gọi là các giờ kinh đấy À, cũng giống như là trong cái thời Covid thì chúng con cũng đã phát hành rồi Và bây giờ thì chúng con phát hành nó sẽ gọi là nó chỉnh chu hơn, âm thanh nó tốt hơn Và trong cái máy này gồm có các giờ kinh mân côi, các giờ kinh lòng thương xót, các giờ khấn Cũng như là những cái bài giảng và những bài chia sẻ rất là tuyệt vời Và nhân kỷ niệm 6 năm thì con xin được gửi tặng miễn phí Gửi tặng miễn phí đến tất cả quý vị ân nhân thế nhưng mà vì quỹ của chúng con thì là hạn hẹp nên là chúng con chỉ làm có 1 ngàn máy thôi à, vì thế quý ông bà và anh chị em nào mà muốn nhận món quà ý nghĩa của chúng con thì vui lòng gọi điện thoại cho chúng con hoặc nhắn tin cho chúng con tên địa chỉ số điện thoại và số máy tức là chúng ta có thể nhận 1, 2 và hết cỡ là 5 máy thôi nhé chúng ta nhận để còn người khác nữa thì chúng con sẽ gửi đến tận tay quý ông bà và anh chị em ha trên tay của con đó là À, các giờ kinh. Kinh Mân Côi, kinh Lòng Thương Xót, các giờ khấn, các bài chia sẻ, các bài giảng cũng như là các bài suy niệm. À, chúng con xin được gửi tặng gửi tặng đến tất cả quý vị ân nhân nhân kỷ niệm 6 năm thành lập kinh điều chú môn của chúng con. À, và bắt đầu từ ngày hôm nay và chúng ta chỉ có 2 tuần để đăng ký cho đến ngày 20 tháng 7. Bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến ngày 20 tháng 7 là chúng con kết sổ ha. Quý ông bà và anh chị em nào muốn thì chúng ta gọi điện thoại hoặc là tốt nhất là nhắn tin. Bởi vì nhiều khi chúng con cũng lu bu lắm, chứ con không có nghe điện thoại được thì có thể là nhắn tin cho con hay cho ai cũng được hết. À, tên, địa chỉ, số điện thoại và chúng ta xin mấy máy. À, hết hết cỡ là năm máy thôi ha. Nhưng mà nếu được thì chúng ta xin một máy à, cho bản thân chúng ta hoặc nếu mà chúng ta có một người già nào đó cần thì chúng ta có thể xin thêm cũng được ha đây đây là nhân kỷ niệm 6 năm thành lập kinh điều chúa muốn chúng con xin được tri ân tất cả quý vị ân nhân đã đồng hành với chúng con và chúng con xin được gửi tặng à, các giờ kinh máy các giờ kinh máy các giờ kinh đến với cộng đoàn à, rồi bây giờ chúng ta đi vào chương trình năm à, câu danh ngôn mỗi ngày năm câu danh ngôn mỗi ngày hôm nay là ngày thứ sáu và hôm nay là thứ sáu đầu tháng chúng ta đừng quên nhé thánh lễ và các giờ kinh chúng con luôn luôn xin lòng thương xót cho quý cụ quý ông bà tất cả anh chị em các bệnh nhân những gia đình đang gặp khó khăn cũng như là các bệnh nhân và những anh chị em lương dân rồi chúng ta đi vào câu danh ngôn thứ nhất những cây mạnh nhất cao nhất mọc lên từ những đất cằn cội nhất cái cây cao cây, cây vững chắc cây cao cây vững chắc thì lại mọc lên ở những cái nơi cằn cỗi nhất. Thế thì với câu này cho chúng ta thấy là gian nan thử thách chính là cái phép um, gọi là cái cơ hội để cho chúng ta mạnh mẽ gian nan thử thách. Ông bà nhà ta cũng có một câu tương tự đó là um, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Thế thì khi gặp gian nan thử thách thì đôi khi chúng ta có nguy cơ bỏ cuộc. Thế nhưng mà chúng ta cũng biết rằng chính gian nan thử thách giúp cho chúng ta lên cao vươn xa, vươn cao vươn xa không có một danh nhân nào, không có một người thành đạt nào mà lại từ sung sướng mà ra cả, phải từ gian nan thử thách, phải từ gian nan thử thách thì mới có thể vươn cao vươn xa được. Thế thì nếu như cuộc sống của chúng ta gặp những gian nan thử thách thì chúng ta cũng hãy nói với Chúa, lạy Chúa con xin tạ ơn Chúa. Với gian nan thử thách này xin Chúa thêm sức cho con để con vượt qua. Và khi vượt qua được gian thử thách thì chúng ta lớn hơn, chúng ta cao hơn chúng ta xa hơn những cây mạnh nhất cao nhất mọc lên từ đất cằn cội nhất rồi câu thứ hai lợi lộc càng nhiều càng nên chia sẻ cho thiên hạ lợi lộc càng nhiều càng nên chia sẻ cho thiên hạ con thấy rằng là ở dưới quê nó cũng có một cái đề, cái, cái cái, cái hay có một cái vui vui đi tức là một người trúng số cái tự nhiên cái người ta mua gạo người ta phát quà cho người này người khác Thế hỏi là ủa sao vậy cái kêu thôi thì lộc trời ban lộc trời ban thì chia sẻ. Thế thì à, gia đình của chúng ta là như thế, à, chúng ta cố gắng làm việc để chúng ta có khả năng chia sẻ nhiều hơn. À, Chúa ban càng nhiều thì chúng ta lại càng chia sẻ. Chúa Giêsu nói rất là rõ, anh em đã được cho không thì cũng hãy cho không như vậy. Anh em đã được cho không thì cũng hãy cho không như vậy. Nên là nhiều khi mình cứ phải nghĩ là mình có cái gì để cho người khác, mình phải có cái gì để cho người khác, mình phải có cái gì để cho người khác nhân cơ hội thì con cũng nói về tượng đức mẹ tại núi đức mẹ bố cô campuchia thì con cũng nghĩ rằng là thôi thì chúng ta không thể chuộc được một tượng thì chúng ta có thể góp một tí mỗi người một tí thế thì mỗi ngày thức giấc thì chúng ta cũng cứ nghĩ là mình có cái gì để chia sẻ cho người khác không mình có cái gì để chia sẻ cho người khác không lợi lộc càng nhiều thì càng nên chia sẻ lợi lộc càng nhiều thì càng nên chia sẻ Uhm, Thánh Phaolô cũng nói ở một cái cạnh khác là chúng ta không có là bởi vì chúng ta không xin. Vì thế chúng ta cầu xin với Chúa và chúng ta quyết tâm làm việc, cầu xin với Chúa và siêng năng làm việc, rồi chúng ta sẽ có điều kiện để chia sẻ cho người khác. Giả à, như chúng ta không có cái gì để chia sẻ thì chúng ta cũng cố gắng tìm cách mình phải có cái cách gì đó, không chỉ lo cho bản thân mà chúng ta còn có thể chia sẻ cho người khác. Đối với cá nhân con thì còn cố gắng chia sẻ lời Chúa mỗi ngày và chia sẻ những câu danh ngôn cũng như là cố gắng làm cái này làm cái khác để phục vụ quý ông bà và anh chị em đặc biệt trong các giờ kinh trong thánh lễ 5 giờ chiều ngày Chủ nhật cũng như là trong những bài chia sẻ của chúng con. Lợi lộc càng nhiều càng nên chia sẻ cho thiên hạ. Rồi câu thứ ba, người ta sợ lửa hơn sợ nước cho nên chết cháy thì ít mà chết đuối thì nhiều. Tức là khi chúng ta sợ cái gì thì nó cũng có một cái điều tích cực. Dĩ nhiên trong cuộc sống của chúng ta thì không nên sợ hãi khi làm việc. Thế nhưng mà cái sợ nó cũng có một cái điều tích cực là khi chúng ta sợ cái gì thì chúng ta có có thể tránh cái đó. Thì với câu này đó, người ta sợ lửa hơn sợ nước, chính vì vì thế mà người ta tránh được lửa, à, chết cháy thì nó không nhiều bằng chết đuối. À, người ta không sợ sợ nước nên là người ta mới dễ chết đuối. Người ta không sợ nước nên người ta mới dễ chết đuối Còn đây là người ta sợ lửa nên người ta tránh lửa Nên là sẽ đỡ Thì cái câu này nó gần với vấn đề tội yeah. Đức cha Bùi Tuần ngài nói rằng là Xã hội bây giờ người ta đâu có sợ tội Và khi người ta không sợ tội Thì người ta phạm tội một cách thoải mái Phạm tội mà không có ai nấy lương tâm gì cả Chính bản thân con cũng vậy Con cũng đã từng xét mình rất là nhiều về những cái điều ví dụ như là mình nóng giận với người này nóng giận với người khác mà mình lại còn cho mình là đúng nữa, kì. mình lại còn cho mình là đúng nữa. thế thì ngày hôm nay người ta không sợ tội nên người ta phạm tội rất nhiều nếu như người ta biết sợ tội thì người ta cũng đã tránh, à, người ta sợ lửa nên người ta tránh nên mới đỡ đi và người ta không sợ nước nên là người ta chết đuối nhiều ngày nay người ta sợ lửa hơn sợ nước nên là chết cháy ít hơn chết đuối. <laughs> Xin cho chúng ta biết sợ tội để tránh tội. Xin cho chúng ta biết sợ tội để tránh tội. Người ta sợ lửa hơn sợ nước cho nên chết cháy thì ít mà chết đuối thì nhiều. Rồi câu thứ tư, mọi người đều nói đến quyền lợi không mấy ai nói đến bổn phận. Quyền lợi thì ai cũng muốn nhưng mà bổn phận thì chẳng ai muốn cả. ở bên nam, à, Văn bắc ái bên công chia của chúng con á, thì chỉ có năm bà thôi thì cũng già Cũng năm mươi mấy sáu mươi rồi cũng đau nhất Nhưng mà vì lòng yêu mến Chúa yêu mến người nghèo Nên là cũng sẵn sàng à, Từ 8 giờ tối cho đến 5 giờ sáng ngày hôm sau Để có hơn 600 phần cơm đấy. Thế thì với hơn 600 phần cơm ấy Phát trong vòng 30 phút hết sạch Mà còn thiếu nữa à, Thế thì đó là quyền lợi Mà quyền lợi thì ai cũng muốn nhận à, Phát cơm miễn phí quyền lợi thì ai cũng muốn nhận Thế nhưng mà um, bổn phận trách nhiệm thì mời gọi chẳng ai muốn à, thôi thì đấy âu cũng là con người của chúng ta chúng ta chỉ thích hưởng lợi nhưng mà chúng ta ít nghĩ đến trách nhiệm ít nghĩ đến bổn phận tất cả chúng ta hãy cố gắng sống chu toàn bổn phận và có trách nhiệm sống chu toàn bổn phận và có trách nhiệm khi chúng ta nhận một cái gì đó thì chúng ta cũng cảm thấy rằng là mình cũng phải có bổn phận à, chúng ta nhận một thì chúng ta cũng phải có bổn phận để chia sẻ một à, chúng ta nhận hai thì chúng ta cũng cần phải có trách nhiệm là làm một cái gì đó cho nó nó, 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 nó tương xứng với lại cái điều chúng ta nhận ở bên Campuchia thì cái ông cha sở mà cái chỗ mà con ở thì ông cũng tuyệt vời lắm ngày xưa thì ông cứ hay phát cơm phát gạo đấy nhưng mà ông cảm thấy là bà con Campuchia nó cũng lười thế thì bây giờ thế thì ông nói là bây giờ thì hàng tháng ông mới cũng nhận cái sự giúp đỡ của con để phát gạo cho người ta nhưng mà để nhận được 10 ký gạo đó thì mỗi một người phải đến nhà thờ làm việc một ngày Thì con thấy cũng hay thế thì trong cuộc sống người ta thích À, quyền lợi và người ta bỏ qua bổn phận và trách nhiệm chúng ta là những người con cái chúa thì chúng ta quan tâm tới bổn phận quan tâm đến trách nhiệm và quyền lợi thì chúng ta có thể chia sẻ ha mọi người đều nói đến quyền lợi không mấy ai nói đến bổn phận rồi câu thứ năm chức vị càng cao càng phải nhún nhược câu này tuyệt vời chức vụ càng cao càng phải nhún nhường Đối với cá nhân con thì con cũng vậy đó Con thì con xác định là làm việc thành công là phải có nhiều người cộng tác Chúng ta làm việc mà càng nhiều người cộng tác thì càng thành công Mà để cho có nhiều người cộng tác thì chúng ta cần phải sống khiêm tốn chứ. Mình kiêu ngạo thì ma nào nó cộng tác với mình Mình kiêu các mình tự phụ rồi mình mình kệ quyền kệ thế Đối với cá nhân con đó, thì đúng là nhún nhường Tức là khiêm tốn, khiêm tốn thì được mọi người thương mến và được mọi người thương mến ấy, thì chúng ta làm việc cũng 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 rất là thành công ha. giỏi dở thì không cần biết nhưng mà nếu anh có nhiều người cộng tác thì anh sẽ thành công đó là năm câu danh ngôn chúng ta chia sẻ với nhau vào sáng ngày thứ sáu rồi con xin được đọc lại nha kẻo chúng ta lại quên câu thứ nhất những cây mạnh nhất cao nhất lại mọc lên từ đất cằn cội nhất chính khó khăn giúp cho chúng ta bay cao bay sáng Câu thứ hai, lợi lộc càng nhiều càng nên chia sẻ cho thiên hạ. Càng càng giỏi thì càng phải lại càng phải chia sẻ. càng giàu thì lại càng phải chia sẻ. Lợi lộc càng nhiều thì càng nên chia sẻ. Câu thứ ba, người ta sợ lửa hơn sợ nước nên là chết cháy thì ít mà chết đuối thì nhiều. Xin cho chúng ta biết sợ tội để đừng phạm tội một cách một cách thoải mái biết tránh xa những cái gì là tội lỗi. Câu thứ tư, mọi người đều nói đến quyền lợi, không mấy ai nói đến bổn phận. Quyền lợi thì ai cũng thích, nhưng mà bổn phận và trách nhiệm. Giống như là trong gia đình của chúng ta, con cái của chúng ta cũng vậy. Quyền lợi thì cứ đòi, nhưng mà bổn phận trách nhiệm với cha, với mẹ thì đôi khi nó lại bỏ quên. Là người con cái chúa chúng ta lưu ý đến bổn phận, lưu ý đến trách nhiệm. Còn quyền lợi đến sau, nếu chúng ta chu toàn bổn phận, nếu chúng ta có trách nhiệm, thì đương nhiên là chúng ta cũng có quyền hưởng lợi. Không có bổn phận, không có trách nhiệm mà cứ đòi hưởng lợi thì đấy là bất công. Câu thứ năm, chức vị càng cao lại càng phải nhu nhược. Xin cho chúng ta luôn biết khiêm tốn và khiêm tốn là đức tính có thể thu phục được nhiều người. Khiêm tốn đó là cái đức tính mà chúng ta có thể lôi cuốn thu hút được nhiều người. Rồi con xin được nhắc lại cái thông báo quan trọng, thông báo quan trọng trên tay của con đó là máy các giờ kinh máy các giờ kinh chữ nó hơi bị ngược à máy các giờ kinh nơi đây có kinh mân côi kinh lòng thương xót các giờ khấn tuần cửu nhật các bài chia sẻ các bài suy niệm rất là nhiều thứ à, có có cái cái bà cụ kia bà nói với con và bảo trai cái máy kinh mân côi mà con con xin cha lần trước á còn cứ mở lên là con ngủ <laughs> nghe kinh là một lúc là con ngủ thôi thì cũng được nếu như kinh mân côi nếu như bài giảng của con làm cho ông bà và anh chị em đi vào giấc ngủ một cách tốt đẹp thì đấy cũng là một cái điều tuyệt vời thế thì nhân kỷ niệm 6 năm thành lập kinh điều chúa muốn à, chúng con có một máy để tri ân tất cả quý ông bà và anh chị em và chúng con sẽ gửi miễn phí đến tất cả quý ông bà và anh chị em à, những ai ở khu vực thủ đức sài gòn hay là hôm Nai thì có thể đến tu viện của con ở Tam Hà Thủ Đức này để lấy cũng được. Nếu mà chúng ta ở khu vực Thủ Đức hay Sài Gòn, hay hôm Nai thì chúng ta thôi thì đến thăm con luôn đi. Đến thăm con rồi lấy máy để khỏi mất công chúng con gửi nha. Những ai ở khu vực Sài Gòn, Thủ Đức, hôm Nai thì liên hệ liên hệ với con để đến tu viện con để nhận máy nhé. Còn những ai mà ở xa thì cho con biết tên, địa chỉ, số điện thoại và chúng ta là nhận hết cỡ là năm máy thôi. Còn để chúng ta còn để nhường cho người khác và chúng ta chỉ có một ngàn máy và thời gian để mà đăng ký nhận máy hay là đến con nhận máy nó chỉ có 2 tuần thôi. À, tức là đến ngày 20 tháng 7 là chúng con chấm dứt chương trình này nên là ngay sau live stream này thì quý ông bà và anh chị em những người ở sài gòn ở thủ đức ở hồ nai nếu muốn thì liên lạc với con rồi cố gắng chạy lên tu viện của chúng con lấy vì hiện nay thì con cũng đã có máy ở tu viện rồi còn những người ở xa thì vui lòng mà nhắn tên địa chỉ số điện thoại một cách rất là rõ ràng và xin bao nhiêu máy thì chúng con sẽ gửi đến tận nhà à, xin chúc chúc lành cho tất cả chúng ta xin thánh đa minh bồn mạng của chúng ta À, cầu thanh nguyện giúp cho chúng ta và xin cho chúng ta à, càng ngày càng làm được nhiều điều tốt à, xin đức mẹ núi bố cô cũng cầu thanh nguyện giúp cho tất cả chúng ta con xin hết lòng cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn xin chúc chúc lành cho tất cả chúng ta amen